Việt Nam hiện đang là một trong những thị trường được nhiều nhà đầu tư nước ngoài hướng đến và dịch chuyển các hoạt động sản xuất. Theo đó, nhu cầu về mặt bằng công nghiệp cũng ngày một tăng cao. Theo ông Phan Hùng Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Nam Sơn và Công ty Cổ phần Đầu tư Huy Thành An Bình Dương, đơn vị hiện đang có 250.000 m2 nhà xưởng cho thuê, tập trung ở khu công nghiệp Sóng Thần 3 và khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Bình Dương. Khách hàng thuê mặt bằng tại các khu công nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp nước ngoài đầu tư mới hoặc dịch chuyển hoạt động sản xuất sang Việt Nam, nên có nhu cầu thuê kho, nhà xưởng đã được trang bị sẵn về hệ thống điện nước, phòng cháy, chữa cháy. Công ty Nam Sơn và Công ty Huy Thành An đang có 21 nhà xưởng cho thuê cùng 21 doanh nghiệp. Tất cả các hệ thống nhà xưởng bên mình đều được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động và điện năng lượng mặt trời cũng như là điện lưới. Mỗi nhà xưởng là một trạm 560 kVA. Ngoài ra, các nhà xưởng cũng có diện tích linh hoạt lớn nhỏ khác nhau để doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn phù hợp theo nhu cầu và quy mô sản xuất. Hiện 21 nhà xưởng cho thuê của doanh nghiệp mang lại doanh thu khoảng 150 tỷ đồng mỗi năm. Bên công ty mình đã có kinh nghiệm lâu năm cho thuê nhà xưởng và các đối tác của mình là những đối tác nước ngoài. Bên mình hỗ trợ về mặt pháp lý cũng như là tư vấn đầu tư cho các doanh nghiệp vào thuê hệ thống nhà xưởng của bên công ty mình. Dự kiến trong thời gian tới, hai doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng thêm 400.000 m2 nhà xưởng trong năm 2021 để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư sử dụng cho các lĩnh vực sản xuất.